Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã quay lại với anh em ở đây. Ok anh em, thì như anh em có thể nhìn thấy thì ở dưới góc dưới bên tay phải là tôi đã có những cái dòng chữ ấy đúng không? Nó hiện ra vào thông báo ấy đúng không? Đó. Thì những cái dòng chữ ấy thì nó thông báo cho mình là về những cái tiếng động xung quanh anh em ạ. Thì khi mình đi hang động hoặc là khi mình đi đâu đó thì mình sẽ được cẩn thận hơn, bởi vì là kiểu là nó thông báo cho mình cả về tiếng zombie đi xung quanh nữa, và tiếng creeper nữa đúng không. Và tiếng của đây này thì giống như kiểu thì anh em hiện tại là anh em đang nhìn thế này, nó thông báo là có rùa bơi này, thông báo là có lửa trại xung quanh này, thông báo là có tiếng cáo kêu này đó, thông báo là có tiếng lửa trại đang tách tách này, thế nó nổ tách tách ấy đó, khá là hay đúng không. Cái này là mình đi ra ngoài là mình sẽ không có sợ creeper hay là zombie lắm rồi, đỡ hơn rồi. Ok anh em ạ, thì đợi tí cho tôi nhảy tí đã nhá. Ok, 1 2 3. Ok anh em, thì như anh em đã nhìn thấy trước mặt đây, chắc là anh em đã rất là tò mò về cái này đúng không. Đúng rồi, đây đây là chuồng đây anh em ạ. Đây là chỗ mà sau tôi sẽ xây chuồng đấy. Nhưng mà nó sẽ là một cái nhà kho anh em, một cái nhà kho chuồng rất là to. Tôi đã cắm đuốc các thứ để tôi đánh dấu vị trí đấy. Đó. Đó. Và tôi cũng đang ngủ. Hơi lác hả? Và tôi cũng đã ngủ lại ở chỗ kia để tôi đánh dấu đó. Thì tôi vừa mới làm xong. Hiện tại thì cái chỗ kia sẽ là chuồng bò tạm thời anh em nhé. Sau này chúng ta sẽ bắt đầu xây cả chỗ đó to ra để tôi đánh dấu hết rồi anh em ạ. Nhưng mà chỉ là tôi lười xây quá nên hiện tại sẽ tạm thời thôi. Với cả là hiện tại là mình cũng ít đồ đạc quá anh em ạ, ít đồ đạc để xây. Sau này mình lớn mạnh rồi, mình nhiều đồ rồi, cái lúc mình xây sau nhờ. Đó. Ok anh em ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ đi bắt bò. Thì bình thường là tôi có hay đi bắt bò bằng cách là tôi dùng lúa tôi dụ bọn nó đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không làm vậy đâu anh em ạ. Chúng ta dùng dây thừng, chúng ta kéo chúng nó về anh em ạ. Trước tiên đi ngủ ở đây anh em ạ. Đây, view ngủ mà nhìn được mặt trời lặn cực đẹp. Đây anh em ạ, đây tôi cầm qua đây cho anh em này, cực đẹp luôn. Đẹp không anh em này? Đợi tí nữa thì nó mới cho mình ngủ anh em ạ. Được chưa? Rồi đây đây, ôi sao mà nó lại có cái tay tôi nó che mất rồi này. Đúng rồi, chụp ảnh cái đó đẹp. Ok anh em ạ, chúng ta cùng đi tìm bò thôi. Hai con bò mình mang về anh em ạ là mình có thể tạo thêm giống được cho bò đấy, chỉ cần hai em bò là được, một em Adam một em Eva đúng không. Thường là đồng cỏ này là phải có đấy. Đó. Thì anh em có biết tại sao mà là mà cái nông trại của tôi nó lại to như vậy không? Bởi vì là cái nông trại đấy nó sẽ là một cái nông trại gọi là cực kỳ bá đạo anh em nhá. Nó sẽ đựng được hết tất cả các loại con vật ở trong này luôn, hết tất cả các loại con vật mà có ích cho mình ấy. Bò này, lợn này, cừu, vịt, đúng không? Ngựa. Và con gì ấy nhỉ, và một con gì nữa, và con thỏ anh em ạ đó. Và nó có thể đựng được cả cáo anh em nhé, thì mình có thể làm chuồng cáo luôn, rồi sau này là mình có thể làm một cái nơi ở cho xương luôn anh em ạ. Xương sẽ không còn phải ở trên thuyền nữa, đi tìm thêm một em nữa là được rồi. Ui có mía này, mình rất là cần mía anh em nhé, bởi vì mình cần mía để mình có thể làm giấy đấy đó. Mình có giấy là mình có thể làm da bò. À đâu đâu, nhầm 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 hờ. Mình có giấy thì mình làm một sách chứ, vì sao mà giấy thì lại ra da bò hờ. Đó. Anh em nhìn thấy cái góc bên tay phải nó báo rất là nhiều anh em ạ. Và nó cực kỳ có ích cho tôi luôn. Báo nhiều như vậy là nó có ích cho mình lắm. Sau này nó nhất là khi mà mình đi mấy cái nơi nguy hiểm như cả hang động ấy. À, chào em. Ok, đi thôi. Có hai em bò rồi anh em ạ. Về thôi. Anh em nhìn thấy cánh cổng của tôi không? Căn nhà của tôi ở xa xa đấy.
Tôi không có cái giày Frostwalker nhở. Tôi mà có là tôi đưa mấy em mày về nhanh lắm. Thì ở trong này nhá, là đôi khi mình chạy nhanh quá anh em ạ, thì kiểu thì mấy con động vật chúng nó không theo được ấy, thì nó sẽ bị đứt dây anh em ạ. Khi mà cái dây mà bị đứt ấy thì thế quái nào mà bọn bò chạy nhanh nhỉ, chứ bình thường mà hồi xưa mà tôi chơi là tôi mà chạy nhanh quá là nó bị đứt dây đấy, rồi thì tôi phải chạy lại để tôi buộc lại bò, rồi thì tôi kéo nó lại đấy. À đấy, nó bị đứt bốn một cái dây rồi này. Đấy, chào em. Đó, chạy nhanh quá là nó bị vậy đấy anh em ạ. Đi thôi, cố gắng lên nào. Rồi. Đi nào. Vì sao mà cái con này nó hài thế? Đi nào em, sao thế em? Em đừng lo, về đấy là anh cho bạn uống đầy đủ mà. Em cứ theo anh. Em về đấy là em còn được sinh con cơ nhá. Về đấy là em còn được gọi là thỏa mãn cái ấy của em, mà em được sinh con nữa cơ nhá. Đừng có sợ. Ok, đào cái này đi cho các bạn bò bạn vào anh em ạ. Vào đi các em này. Đúng rồi. Ok, đây thì nếu mà anh em mà muốn tháo cái dây thì em chỉ cần ấn chuột phải vào bò đó, ấn chuột phải vào à. Ngoan nhá, để anh đi lấy lúa để cho các em gọi là làm công việc của mình nhá. Đợi tí để anh đi lấy lúa này. Lúa đâu? Đây này, cái rương lúa đây. Tôi còn có 4 cái lúa này à? Ít đấy. Chết cha rồi. Nó vậy có vẻ là tôi cần phải làm thêm một cái ruộng để trồng lúa rồi anh em ạ. Anh em nhỉ? Đi đây hai em này. Adam và Eva sinh con đây. Rồi. Đâu, thằng con đâu? Tôi nhìn mặt thằng con nào. Ủa. Thằng này có tướng làm quan đấy anh em ạ. Có tướng làm quan lắm, trông mặt có nét lắm, đẹp trai các bạn, đẹp trai. Ok anh em ơi, có mía à? Tôi mang mía tôi trồng cái đây. Như anh em phải thấy là tôi đã thủ sẵn một cái ruộng mía ở đằng sau nhà ở đây ha. Thì nãy là tôi đã mang hết mía trong nhà ra tôi trồng đấy, bởi vì là chúng ta cũng cần mía mà. Đó, trồng càng nhiều càng tốt. Anh em có thể nhìn thấy là cái làng của tôi này đó, là nó đã khá là bớt cây cối rồi đúng không? Bởi vì trước là tôi chặt đi đấy, bởi vì là tôi không có muốn bị những cái anh creeper các anh ấy trốn ở trong những cái lùm cây rồi các anh ấy nổ mình. Cái đấy là một điều đáng buồn, anh em, cái đấy là một điều mà nó không có vui vẻ gì hết. Này là hạt giống ấy đấy, hạt giống bí ngô đấy anh em, nói nở đâu cả bí ngô. Thì quả bí ngô mình làm được cái gì ấy nhỉ? Quả bí ngô theo như tôi biết thì là nó làm được một con người tuyết anh em ạ, khá là hay. Con người tuyết. Để nào tôi làm cho anh em xem. Hình như là mình phải có tuyết cơ. Nào mà tôi có tuyết tôi sẽ làm người tuyết cho anh em xem nhá. Ok. Đây là phi vụ trộm gọi là dễ nhất cái lịch sử chơi game của tôi luôn ấy. Bởi vì là mấy anh dân làng là mấy anh bị nhốt hết rồi mà. Tôi muốn trộm mà tôi có đến trộm rồi. Quá là dễ dàng. Mía nhỉ. Rồi. Rồi, đào tí nào. Lúa này là các em bò vui lắm anh em ạ. Các em bò hớn hở lắm. Ủa, tôi lỡ phá mất đây cục. Đấy, không có chuyện gì cả anh em ạ, đặt lại. Ok. Ok anh em, chúng ta sẽ rồi. Đấy, bơi ngược dòng. Đấy. Quá căng. Ok. Chúng ta sẽ quay trở lại để fit cho các em bò anh em ạ. Có khoai nữa này, ngon quá nhờ, tôi ăn đồ ăn nè. Ok. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải làm một cái rương nhỏ để chúng ta để ở đấy, để chúng ta để lúa chứ đúng không? Thỉnh thoảng chúng ta còn phải lôi lúa để cho mấy anh em bò ăn. Nào, tôi xem thử xem mà cất pumpkin như này. Mía ông mình lại có mía ở, ngon quá nhỉ? Tôi chốc mình trồng mía luôn. Đồ ăn này có khoai này, cất khoai. Tôi cất dây được rồi đấy, cất dây.
Pumpkin cũng là đồ ăn nhỉ? Pumpkin là cây chứ. Sao đấy em? Sao ấy Sương? Sao đây? Em đói à? Em đói à? Em đói rồi, anh cho em đồ ăn này. Hôm nay tôi cho Sương ăn đồ khác anh các bạn, cho Sương ăn đây đi. À, poisonous potato. À, thôi 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 thôi, cho Sương ăn cái đấy rồi chẳng may Sương bị làm sao chết anh ạ. Đây, cho Sương ăn thử cái súp mà nó thì cái súp này thì nó có thể là nó có một vài cái kiểu là một vài cái hiệu ứng mà mình không biết nha anh em nhá. Đợi tí cho Sương ăn thử anh ạ. Ơ, Sương vứt thanh kiếm ở đâu rồi? Sương vứt thanh kiếm của tôi đi đâu rồi ấy, anh em ạ? Đâu thế? Từ từ anh em ạ, tôi bị cái gì nó ở trong tai, nó hơi ngứa ngứa. Ăn đi em. À, ăn đấy, ăn đấy, ăn đấy. Ồ, đây này, tôi không biết là Sương bị sao này, nhưng mà anh có thể thấy là Sương đang bốc lên cái màu đen đen này, trông khá là bẩn. Tôi không biết là Sương bị sao. Sương vứt luôn thanh kiếm của tôi ra ngoài rồi anh em ạ. Ok. Item drops. Ok. Thế nhưng mà tôi trông xương này vẫn ổn lắm. Xương nó gặm cái chảo này. À mà thôi, thôi để xương cầm cái bát đi nhỉ. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cần làm cái cuốc. Nhưng mà cuốc này là cuốc khác anh em ạ. Cuốc này là cuốc để cào ruộng. À, cuốc cào ruộng thì làm cuốc đá rồi đúng không? Đá rồi. Đấy, đi cào ruộng đây anh em, đi cào ruộng đi, trồng lúa rồi. Đấy, lúa khá nhiều, để tôi trồng hết cái số lúa của tôi luôn anh các bạn. Mình có 63 cái rồi, ít nhỉ. Melon là bit chót à, khá là nhiều hạt giống. Đây đây, có thêm tăm cái đây. Ok, tôi lựa chỗ rồi, tôi từ từ tôi trồng thêm, tôi lấy mía rồi, tôi trồng thêm mía vào đây anh ạ. Tôi quên mất không làm cái rương cho các em bò rồi. Nhưng mà không sao, chốc quay lại làm sau anh em ạ. Ok, bây giờ mình làm một cái ruộng à. Chỗ này là sau này là mình để xây chuồng rồi. Nói chung là chuồng cái to lắm anh em ạ. Thì kiểu là cái nhà kho ấy to lắm. Không có chỗ để mình làm ruộng nhờ. Đây anh em ạ, ruộng bậc thang cho đẹp đúng không? Làm ruộng bậc thang đi. À, tất cả những chỗ này trở trở thành ruộng của mình hết anh em ạ. Đó, tất nhiên là mình cần có nước rồi, tôi đặt nước vào đây. Đó, xuống cái này đó. Đấy, thì nếu mà đất thì nếu mà cái đất mà sau khi mà được xới lên đấy anh em, mà nó mà không có nước ở xung quanh ấy, thì nó sẽ bị ấy anh em nhá, thì nó sẽ bị trở lại như bình thường. Đó, vậy nên là tôi cứ phải đặt nước ở đây đấy, kiểu là để làm cho. Ok. Đó, tôi đặt ở đây đi hả? Tôi đặt nước ở đây nữa này. Okay, tôi lấy múc cái xô. Ok, ruộng bậc thang anh em nhỉ. Đó, ruộng bậc thang rất đẹp anh em nhá. Tôi ấy nào, sắp tối rồi nhỉ. Đó, tôi đã đạt được cái achievement quá là ngầu anh em ạ. Cái achievement này là cực kỳ khó để có thể đạt được em nhá. Đấy, không phải là ai cũng có thể đạt được đâu. Chỉ có những người nông dân chăm chỉ của tôi mới có thể đạt được thôi. Nhê, cái của tôi rồi, tôi đi ngủ cái anh em ạ. Đi ngủ cái chứ không trông nữa là anh Creeper là anh ấy. Rồi, đẹp không anh em? Đẹp không? Ấm cúng không? Ấm cúng. Đào cái giường. Ok, ruộng bậc thang. Chắc tôi làm thế cái biển tôi ấy vào đấy là ruộng bậc thang của tài cát đó. Tôi trồng hết cái số lúa luôn anh ạ, vừa làm vừa nhìn chứ không chốc nữa là anh Creeper đấy, hay là anh Zombie hay gì đó đến thăm ruộng nhà mình đấy, không vui đâu. Rồi, ok, có cây hoa lá. Chung là cây cối bây giờ là tránh hết ra để tôi trồng lúa anh em ạ.
một số. Ok, đâu rồi? À đây, tôi nhảy hơi quá rồi. Tôi cứ nghĩ là ruộng nhà mình xa lắm. Tôi nghĩ là ruộng nhà mình cao lắm, xa lắm. Hết rồi à? Hết rồi các bạn. À, có mỗi này rồi. Đấy, trồng bông hoa về đẹp. Ê, rồi, xịn rồi. Đấy, có ruộng rồi nhá, đẹp nhá. Ok các em ạ. Hiện tại là mình có một thửa ruộng, cái mà cái từ ấy đọc gì nhỉ? Một thửa ruộng à? Một thửa anh em ạ. Tôi có một 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 thửa ruộng bậc thang. Ủa ôi, đọc mệt cả mồm anh em ạ. Một thửa ruộng bậc thang cực kỳ đẹp anh em nhá. Đó. Ok. Cho bò ăn cái. Ăn để sinh con nhanh nhanh anh em ạ. Sau này chúng ta còn có da bò. Bò nhỉ. À thôi thôi, cứ ăn đi, cứ ăn đi, cứ ăn đi mấy em nhá. Mẹ em yên tâm, anh nuôi mẹ em đam mê mà. Anh nuôi mẹ em vì đam mê, không phải là anh nuôi vì mục đích xấu đâu nhá. Cứ ăn đi nhá. Ok. Cho chúng nó có hai con đúng không? Thì có hai con bò con, chúng nó dễ nói chuyện đúng không? Chúng nó cùng nhau cố gắng đúng không? Ok anh em nhá, thì tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tôi đã làm xong thửa ruộng này, ruộng mía này, chuồng bò. Đấy, quá nhiều công việc trong một tập rồi. Ok anh em nhá. Chào tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em. Yêu anh em rất là nhiều. Chán nhỉ? Làm mỗi video mỗi tí rồi anh em ập rồi. Bây giờ mình làm gì nhỉ? Bây chắc là mình phải tự xây một cái chòi, xây cái chòi cái lúc mà anh em đang không có online. Lúc mà anh em đang không có xem, đang đang ập video. Xây cái chòi cho dân. Dân quan trọng lắm. Ta xây một cái hòn đá lơ lửng bay ấy cho dân. Dân thần, thánh thần. Ok. Đấy, tranh thủ xây trước khi mà anh em online. Đó. Xây đâu ta? Chung là một cái chòi thì nó sẽ khá là ngầu. Vậy thì chúng ta sẽ xây nó ở bên này. Đây. Bên này. Bên này. Ok, đùa anh em tí thôi. Thì bây giờ là trong lúc mà tôi đợi mía với chả bò lớn ấy, thì tôi sẽ làm một cái mà tôi đã dự tính cũng khá khá lâu rồi anh em ạ. Đó. Nói chung là tôi cái gu này của tôi là tôi rất là muốn xây tất cả mọi thứ đều trên biển như thế này anh em ạ. Nói vì nó rất là adventure anh em ạ, rất là adventure. Nhờ mỗi tội đó là cái nhà kho nó quá to anh em ạ. Xây trên biển thì hơi vô lý đúng không? Nên là chúng ta phải để nó trên đất liền thôi. Rồi tôi xây nó trên đất liền anh ạ, thì cũng nên có kiểu một nửa là ở biển, một nửa ở đất liền chứ đúng không? Chứ ở biển mãi chả lẽ mình là người biển mình lên cũng ổn đấy nhá. Ok. Bây giờ tôi sẽ thiết kế kiểu thiết kế một hòn đảo nhỏ nhỏ ở đây để cho dân hòn đảo mình à, anh em ơi. Anh em cho tôi lời khuyên thử xem tôi có nên thiết kế hòn đảo bay không? Hòn đảo bay cho dân, hòn đảo bay cho dân là hơi bị ngầu đấy, là hơi bị đẹp đấy anh em ạ, quá ngầu đấy. Nhưng mà tôi đang suy nghĩ các bạn. Đảo bay à? Đảo bay thiết kế sao ta? Đảo bay à? Đảo bay cho dân thì lúc mà mình mà cố lên cái đảo bay đấy để mình đổi đồ thì mình đổi kiểu quái thì mình lên kiểu gì ta? À thôi, đảo nổi cho nó an toàn anh phải bay với chạy bùng cái quái đúng không? Nổi đi. Ok. Đây. Tôi phải đặt đầu tiên tôi phải đặt craft table trước anh em ạ. Tôi cần phải làm một vài cái stone slab. À. Trông cũng cần chứ đúng không? Cần trang trí. Ok anh em ơi.
Được rồi, bây giờ này, cái đảo đấy thì hình của nó sẽ là kiểu kiểu thế này. Hình của nó tôi muốn mọi thứ nó tròn tròn một tí, nên là tôi nghĩ là hình của nó sẽ là này, 3x3, đẹp, quá đẹp. Tôi đùa thôi. Tôi muốn 5 cơ, 5x5 đi, nhờ. Đó. Thế nhưng mà đảo gì mà vuông thế này? Đảo vuông thế này là không thật rồi, anh em nhờ. Đảo này cũng được rồi, đảo mấy góc đi anh em ạ, cho nó hết vuông rồi. Ok anh em ơi. Đó. Đảo đẹp không anh em ơi? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống xuống phần dưới anh em ạ, vì đảo nổi mà. Vì cái này là đảo mà đúng không? Nên là chúng ta phải đầu tiên từ từ á. Tôi đào cái đường dẫn này đi đã, để trông cho nó thật thật một tí nào. Ok, chúng ta sẽ xuống bên dưới và chúng ta xây một cái gọi là cái gì ta? Vài cái mỏm và cái chóp ở bên dưới này trông cho nó giống một cái đảo nổi anh em ạ. Nó giống một hòn đảo hơn đúng không? Đó. Đấy thì anh em nhìn này đó, thì trông nó sẽ giống một hòn đảo gọi là nổi hơn đúng không? Đó. Tôi trang trí thêm một tí nữa anh em ạ. Ok, đó, rồi xịn rồi. Đó. Ê, từ 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 từ. Nó có bên này nữa anh ạ. Bên này nữa. Chúng ta trang trí một chút. Mình làm sao để trông cho nó tự nhiên ấy, đó. Ok anh em. Sắp xong rồi. Ok anh em ạ, tôi đã xong rồi đấy. Đó. Trông nó cũng khá khá giống một hòn đảo tự nhiên đúng không? Hòn đảo cũng không có giống lắm đâu, nhưng mà chung cũng tạm được anh em nhỉ. Ok. Đó, đây sẽ là một cái chòi của dân trên này anh em nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mà quay trở lại. Ơi, ok. Đào hết cái đống này đi đã anh em ạ. Sau chúng ta sẽ cùng quay trở lại và lấy đồ và bắt đầu xây cho dân một cái chòi đó. Đây sẽ là một thằng dân cực kỳ quan trọng anh em ạ. Tôi đoán là nếu mà anh em nào mà gọi là chơi Minecraft, gọi là kinh nghiệm chơi Minecraft ấy, kiểu là những thánh thần chơi Minecraft rồi, chơi nhiều lắm rồi, thì anh em có thể đoán được đây là thằng dân nào rồi đấy đúng không? Tôi đoán là thế. Vì thằng dân này là một thằng dân cực kỳ quan trọng. Cái đồ mà nó chết, đồ cực kỳ quan trọng luôn. Em chào anh mở cửa ra, anh nhìn thế giới à? Anh có biết không? Anh cứ muốn nhìn thế giới ấy, thì anh phải đi ra ngoài anh nhìn. Chứ mà anh không được nhìn qua một ô cửa sổ này, anh biết không? Đó. Anh nhìn như vậy là nó giống kiểu là anh dùng Facebook lướt ấy. Không hay. Anh phải đi ra anh trải nghiệm. Đó. Ok anh nhá, cho anh ở lại ở đấy đi nhá. Tôi làm vậy là đều là vì muốn tốt cho các anh dân làng thôi anh em ạ nhá. Anh em đừng có bảo tôi là tôi độc ác nhốt mấy anh lại. Làm vậy là vì tôi không muốn mấy anh bị zombie giết. Khá là giống với các bà mẹ đúng không? Cứ bảo là mẹ làm vậy là mẹ vì mẹ muốn tốt cho con thôi. Khá là giống anh ạ. Ok, cắt mía này. Được rồi, tôi nghĩ là nào. Chòi à? Anh em ơi. Tôi mới nhận ra là trong Nether nó có cái ấy đúng không? Trong Nether là nó có cái loại gỗ xanh đúng không? Vào Nether đào tí đi nhờ. Nên kết hợp giữa gỗ xanh và cái gỗ sồi này đi cho đẹp đúng không? Vào Nether chút đi. Đúng không? Chắc là cái chuyến vào Nether này không phải là chuyến cuối cùng mà tôi đi ở trong Minecraft hát coi này đâu anh em ạ, không sao đâu. Cứ bình tĩnh. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng đâu, không sao anh ạ, bình tĩnh bình tĩnh. Zombie Piglin Grunt.
Đó, bây giờ chúng ta cùng đào đào. Sao cây quái thì cao ấy này. Ủa ôi, cây này gen trội anh em ạ. Chắc là ngày xưa được mẹ cho uống nhiều sữa. Cao thế. Không đủ à? Đừng có nhìn vào mặt mấy anh em đơ nhá. Đấy. Từ từ anh em ạ. Nhìn là phải từ từ. Sao cao đấy? Đào bạn này. What? Cao nhờ? Ok. Tôi nhận ra là đa số là các cây trong địa ngục là đều cao hơn các cây ở ngoài đời anh em ạ. Có vẻ như là trong địa ngục có khá là nhiều sữa. Cái gì kiểu ủa, tôi nhìn cái nấm sáng mà tôi cứ tưởng nó là dung nham anh em ạ. Được rồi, kệ bố nó, mấy cái cây thì chúng mình cứ đào thế nào tùy chúng mình anh em ạ. Chúng mình chặt gọi là khá khá thì chúng mình để cho cây nó bay cho nó ngầu đúng không? Thế giới phép thuật mà hát co mà đúng không? Ủa, em chào anh bắn em đi, anh bắn em đi. Ô rồi ôi, hai rìu anh ạ, tôi nhảy lên tôi bổ cho nó một phát vào đầu. Rồi ôi, bài ca đi bụi á, bài ca đi bụi. Được anh zombie picklin hát, khổ thân anh. Kết 38 rồi, ôi rồi, cái rìu của tôi nó bá anh em ạ, chặt có mỗi tí mà được 38 này. Tôi mới bị con kiến nó đậu trên tay đấy, kệ đi anh ạ. Ngủ cáo đâu rồi Sương, em chào em Sương, em làm gì đấy em, vào đây mà ngủ với anh nè. Sương ngại anh em ạ, về về chung một nhà với tôi bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn ngại, khổ thân. Bình tĩnh em, bình tĩnh, sao đây, chắc là giận tôi đấy, chắc giận tôi vì hôm qua tôi không bế lên giường. Thôi tại tối nay nhá, khổ thân. Rồi thôi anh em ơi, cái gỗ đâu rồi, lấy gỗ ra nào, gỗ gục có bao nhiêu gỗ lấy hết ra anh em ạ. Đâu coi tôi, ok rồi, chúng ta đi qua đảo thần thôi anh em ạ. Đảo thần đâu rồi, cái đảo thần tôi đâu rồi, đảo thần quá đẹp. Đây thì tôi có một kiểu xây nhà là tôi tính xây như thế này anh em ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng gỗ sồi. Xong chúng ta sẽ xây đổ tâm ấy ta. Đây là tâm đúng không? Đầy tâm anh em ạ. Đầy tâm nhỉ. Ok. Nếu vậy thì một hai ba. Ok rồi, chúng ta xây như vậy các bạn, chúng ta xây nó thành cái hình đây đấy, cho nó để hở cái phía này, bởi vì cái phía này thì cái phía của nhà mình mà, thì mình bơi qua đây tiện đó. Để nào tôi nung kính cho anh ấy nữa nhỉ, để nào tôi nung kính có đặt vào đây cho anh ấy nhìn, cho anh dân anh nhìn. Ok, tôi dùng nước của trèo lên là cho nó ngầu cho đẹp trai. Rồi, quá đẹp trai các bạn. Ok, ba block này là đủ cao rồi đúng không? Vì anh dân là anh thấp lắm, đánh lùn mà, anh dân đánh lùn lắm, anh dân là anh có hai block thôi, ba block này đủ cao rồi đó. Ok, nhưng mà chúng ta cùng làm cái mái, chúng ta cùng làm một loại gỗ này cho nó ngầu nhé, cho đẹp trai các bạn. Ok, cái mái à, tôi sẽ làm như này đi. Nói rất là nhiều luôn. Ok, làm vài cái slab nào, 8 cái. Ok, chúng ta sẽ xây nhà của anh dân này là tôi sẽ xây cho anh ấy theo kiểu gọi là theo kiểu Mỹ anh em nhé, theo kiểu Mỹ đó. Tôi đùa chứ mà tôi còn chả biết cái kiểu Mỹ thì là cái kiểu quái gì anh em ạ. Đó. Chung là theo kiểu nó rất là ngầu, kiểu phù thủy anh em nhá. Đó. Tôi mong là nó giống phù thủy một chút. Ok thì xây nào ta. Giờ xây nào anh em ơi. Xây nào nhỉ.
Được rồi, đây đi. Bắt đầu từ bên dưới này trước. Đó, anh em thấy cái gỗ trong địa ngục đúng mà khác biệt đâu đúng không? Màu xanh nó kết hợp với màu nâu trông cũng chả ra cái mẹ gì. Nhưng mà trông cũng rất là đẹp đấy các bạn. Đấy. Tránh ra bạn Crab Table ấy. Ok. Nhầm nhầm rồi. Lỗi. Lỗi xong cái giờ bị tụt xuống 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 bên dưới luôn này. Đi lên nào. Rồi. Đó. Bề tôi tự thiết kế cái mái các bạn. Cái này là tôi tự thiết kế nha, chứ mà không phải là chứ mà không phải là được người khác thiết kế cho tôi nhá. Tôi sẽ vì em mà xây nhà mới. Đùa thôi. đây đi, đặt này đi cho nó ngầu anh em ạ. Không có thằng nào xây nhà nó kiểu này hết đây các bạn. Nè, tôi sẽ làm cái kiểu này cho nó gọi là một mình một 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 mình một kiểu cho nó ngầu anh em ạ. Lúc nào một mình một kiểu, lúc nào một mình một kiểu nó cũng cực kỳ ngầu anh em nhá. Ngầu lắm. Đấy, làm tí tôi sẽ xây cái nhà đó kiểu nhà hình nấm anh em ạ. Nhà hình nấm cực kỳ dễ thương. Cực kỳ là dễ thương đúng không? 1 2 3. Ok. 1 2 3. Đấy thì cái thằng dân mà nó sẽ được gọi là được chúc phúc cho mà được ở lại cái ngôi nhà này ấy, anh em ạ. Anh biết là thằng nào không? Một thằng làm sách anh em ạ. Và thằng làm sách đấy ấy. Nói tới đây chắc chắn là có nhiều anh em biết rồi. Chắc chắn là có nhiều anh em biết là thằng đấy nó làm sách gì rồi đúng không? Chắc chắn rồi anh em ạ. Quyển sách bá đạo nhất trong cái game Mending anh em ạ. Chắc chắn là thằng ấy sẽ làm sách Mending rồi. Sách thần thánh anh em ạ. Sách thần. Sách cái sách thần anh em ạ. Sách thần anh em nhé. Ok. Ok. Cái nó là đủ rồi trên mà hết đây. Rồi. Đào mấy cái đấy nào. Đào mấy cái thừa thãi này nào. Tránh ra bạn ok. Để tôi lên trên này tôi ấy vào nào. Rồi. Nhà bòi nhà bòi. Tôi đặt nước quá ngu rồi các bạn. Ok. Thông minh hơn tí rồi đấy. Đấy. Hở lên một tí. Ê. Ê. Xịn. Nhà bòi. Đi lên nào. Rồi. Thế quái quái nào anh em ơi. Rồi. Hình như là mình phải đặt từ bên này qua đó. Thông minh không anh em, thông minh không? Anh em trình độ IQ của tôi đã xấp xỉ mức 300 chưa? Ok các em nhá. Đấy, xong cái trò ở đây, ui đẹp quá nhở. Thế này là lập vào kỷ lục Guinness luôn rồi đấy anh em ạ, đẹp quá. Đúng là chỉ có thần thánh nó mới có thể xây được cái này anh em ạ, thật. Xúc động anh em ạ, xúc động thật. Quá đẹp. Quá tuyệt. Thôi tôi làm thêm vài tấm slab nữa nào. Boom, boom, đó, tôi đã đặt như vậy các bạn, đặt tấm slab như vậy cho nó dài dài tí. Thì chúng ta đều thích những cái thứ có dài dài mà đúng không? Đúng rồi. Nào, tôi nhòm thử xem được chưa nào. Đó, trông hơi giống mái ngố ấy nhỉ? Tôi không hiểu sao tôi nhìn này, tôi liên tưởng đến 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 mái ngố ấy các bạn. Ok. Để tôi lên tôi chỉnh tí em nào anh em ạ. Một tí là xong rồi anh em ạ. Đợi tôi một tí. Đây tôi đã đào cái chỗ này đi. Ok, chúng ta chỉ cần một cái là được. Ế. Không, chúng ta không cần cái nào anh em ạ. Tôi không cần cái nào. Đào đi đó. Đẹp rồi đấy anh em ạ. Giờ là hết mái ngố rồi đấy. Đúng không?
Nó một hòn đảo, một hòn đảo trôi nổi, và đó là một anh dân gọi là thần thánh. Tôi đặt tên cho anh là anh Gốt anh em ạ, Gốt. Đó. Ok, anh nhà quá đẹp nhờ. Tôi à, từ từ. Bên trong này lòi ra cái màu xanh này trông nó hơi quê không nhỉ? Tôi grab tí đồ, tôi làm cho nhà của anh ấy, nhà của thần mà đúng không? Chúng ta phải làm thật đẹp để gọi là thể hiện sự tôn trọng dành cho thần anh em ạ. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng. Ok. Tôi làm thêm cái ấy nhét vào kia. Nhét vào anh ấy. Không được à? Ok, cũng được. Ok, cũng được anh em ạ. Thì tự nhiên đây này thì nó bị tách ra một ô, nhưng mà ok, không sao. Rồi. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta gọi là chả lẽ nhà của anh dân, chả lẽ nhà của thần mà mình đi mình cắm đuốc vào không được anh em ạ, quá là mất dạy. Quá là mất dạy. Đây, tôi sẽ hiến tặng cho vị thần cái giường của tôi luôn đấy, em tặng anh nhá. Từ từ á, mà còn giàu còn chưa biết anh nào anh em ạ. Đó. Bây giờ ấy, chúng ta cần phải chuẩn bị kha khá thứ anh em ạ. Thứ nhất ấy là chúng ta cần chuẩn bị cái lectern này. Đó. Mà tôi không biết cái lectern nó làm nào. Cái lectern này nó là cái hộp nghề của anh làm sách. Đó, tôi check thử xem lectern nào. L E C. À, mình chỉ cần có một một cái kệ sách anh em ạ. Một cái kệ sách là cần có 3 quyển sách đấy. Đấy, có paper rồi này. Da bò đâu? Bò này. Gỗ. Có gỗ. Ok. Tôi làm book nào. Book, 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 book. Bi. Vì sao bi ở đây à? Book mà bò. Bò, đúng rồi. Tôi làm 3 quyển. Ok, anh em này, sau khi có 3 quyển rồi, chúng ta muốn làm cái gọi là cái kệ sách thì chúng ta cần cái vẫn là book bò, nhưng bookshelf đó. Anh em chỉ gọi tiếng Anh, tôi thông minh không? Đấy, tôi giỏi lắm. Tôi giỏi kinh khủng anh em ạ. Lectern. Lect. Ok. Đấy, xong rồi cái hộp nghề rồi. Thì đặt cho anh thôi anh em ạ. À, từ từ từ. Để gọi để tôi grab cho anh ấy một cái gì đó nó đúng đắn với tư cách của một vị thần em nào. Chắc chắn là một vị thần thì làm sao mà lại đi dùng đuốc được đúng không? Nên là một vị thần chắc chắn là phải dùng lectern anh em ạ. À, lantern là cái đèn nhá, nói chung là tiếng Anh rắc rối lắm anh em ạ, mệt lắm. Lantern. Quá đẹp. Đúng là một vị thần anh em ạ. Để tôi qua tôi ngủ nhờ giường của thần. Được cái là thần cũng tốt anh em ạ, nên thần sẽ không đánh mình đâu. Để. Cắm đuốc đâu ta? Ê. Ngủ. Ngủ đi. Drown swims. À, cái bọn Drow chính là bọn zombie ở dưới biển đấy anh em. Chính bọn nó là bọn Drow đấy. Tôi không cắm được đuốc ở đây à? Vậy thì cái này đi. Đây đây thế này đi. Đó. Ok, đó, mình cắm ở đây đi. Đẹp mà đúng không? Ok anh em ạ, thì đây. Giường của thần à? Giường của thần thì phải để cái này đi cho nó ngầu. Đó. Sao mà nó không check cái điểm respawn tôi vào đây nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ có cái hàng rào anh em ạ. Cái hàng rào thì mình làm hàng rào màu gì cho đẹp nhỉ? Tôi cứ để hàng rào màu này đi. Dạ, đây chúng ta sẽ có cái hàng rào màu này đó. Và chúng ta đứng ở đây thì chúng ta sẽ chết được đồ với cái anh dân làng rồi. Ngon quá. Mà từ từ đó, chưa cho anh ở đâu mà xây hàng rào rồi. Ok. Ok, bây giờ là đến lúc mà chúng ta chọn một anh dân và cho anh lên làm chức gốt anh em ạ. Ấy. Anh nào. Ôi. Nhầm nhầm. Trước khi làm điều đó tôi phải uống nước cái đã anh em ạ. Cháy cổ họng rồi. Ok. Đây. À đâu? Cái gì? Nhầm. Gỗ, từ từ anh em đợi tí tôi cất tí gỗ. Ok các bạn, thì bây giờ ấy chúng ta sẽ cùng vào làng chọn một anh dân để cho anh có thể làm thần của cái ngôi lạc này anh em ạ. Anh sẽ được gọi là được 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 phục tùng như là một vị vua anh em ạ.
Đấy. Ok. Nó vẫn còn một cái cục khoáng bạc mà chuyên đúng này hơ. Cất tí nào, được rồi bây giờ ấy, bây giờ mà mình muốn ấy thì đây tôi sẽ thể hiện cho anh em những cái technique skill của tôi rất là bá anh em ạ. Thì nó là những cái skill độc quyền của tôi chứ do tôi sáng tác hay nhá anh em nhá. Tất cả những YouTuber khác làm mà đều nhái của tôi cả. Thôi thôi. Thôi. Chém gió thôi anh em ạ, thật chém gió thôi. Ok. Đây, đây là skill mà tôi đã học lỏm từ các YouTuber khác anh em ạ. Ok, đó là chúng ta có thể đóng cửa vào nào. Chúng ta có thể bắt những cái anh dân làng để từ từ nhưng mà tôi hơi thiếu đá anh em, bởi vì mình cần phải xây. Nói chung là đây, tôi có lấy thêm đá đó. Tôi sẽ xây đường ray cho mấy anh ấy chạy từ nhà mấy anh ấy qua chỗ của thần anh em ạ. Ok. Thôi anh em ơi. Chọn máy bất kỳ anh em ạ. Anh nào đó từ từ anh ạ, trước tiên phải cho bò ăn đã, bởi vì là nói chung là ấy, bò nó cũng giống con người anh. Ôi. Mày bắn tao. Bắn tao. Mày bắn tao, mày bắn tao, đừng bắn tao. Mày láo này. Cái lúc đấy là tôi không có tính giơ cung nó bắn đâu mà tôi tính giơ khiên ấy. Thế nhưng mà tôi ấn chuột phải bởi vì là cả cái chuyện bởi vì là cái chuyện giương cung lên bắn và cái chuyện giơ khiên là đều bằng chuột phải mà. Đó, tôi ấn chuột phải thế là nó lại giương cung lên bắn chứ hả? Hai. À. Hai con bò nhỏ lớn rồi anh em ạ. Đấy, chơi nhau đi. Anh em trong nhà chơi nhau đi, đúng rồi. Lên đi. Hay lắm. Đấy, cảnh vừa nãy là một trong những cảnh loạn luân mà gọi là full HD không che anh em nhá. Đấy. Anh em thích chưa? Xem thích không? Ok. Vì sao mà ruộng trong hoang tám này. Ok anh em nhá, thì tôi sẽ lựa chọn một anh đây. Anh này đi. Em chào anh. Ôi, nhưng mà anh có nghề rồi. Thôi. Anh nào không có nghề ấy. Em chào anh này là anh làm lông này. Anh là tối ngày là anh chỉ có sờ đám lỗ. Oh what? What the hell? Hai con cáo này chúng nó đang ngậm cái gì ấy? Từ từ anh em, từ từ anh em, từ từ anh em. Từ từ anh em ơi. Nán kế hoạch lại đã, nán kế hoạch lại đây anh em ạ. Đây, tôi về nhà tôi lấy dụng cụ anh em, về nhà tôi lấy dụng cụ. Dụng cụ của tôi đâu rồi? Pháo anh ạ, tôi về nhà tôi mang pháo ra. Pháo đâu rồi? Pháo. Ok. Hai em cáo sẽ là của tôi anh em ạ. Tôi đùa anh em ơi, chứ làm quay có pháo. Tôi về tôi mang mang dây là tôi buộc mấy em ấy đấy. Chiều anh em tí thôi. Rồi. Bây giờ mình phải thông minh anh em ạ, bởi vì chúng ở đây bây giờ mình mở cửa ra là chúng nó chạy luôn anh em ạ. Phải đi vòng, phải đi vòng để chiến thuật úp sọt anh em ạ. Đấy. Ý, nhốt em vào. Một em, hai em, rồi ôi về nhà anh nhá, đi hai em ơi. Hai con này là tôi nhìn thấy là chúng nó ngậm mà hai cái khá là ngon này, một con là ngậm ngọc ender này, ngọc tele đấy, và một con là ngậm ngọc lục bảo khá là ngon đấy. Đi thôi hai em ơi, sướng sắp có bạn rồi. Sao một con đâu rồi? Sao một con tới đâu rồi? Tôi có hai em mà. Một 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 con chạy rồi, một con chạy rồi. Cái dây của tôi đâu? Cái dây của tôi đâu? Tôi mới kéo nó qua đây thì cái dây của tôi thì phải trên khoảng này chứ nhỉ? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con kia đâu? Phải đứng lại cho tao, phải đứng lại cho tao. Đi chậm chậm thôi anh em ạ. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok. Tôi buộc vào được vào cái đuôi rồi. Đi rồi anh ơi. Có ba con à? Nhiều nhỉ. Đi thôi anh em ơi, đi về nhà anh em ơi. Anh em ơi, tôi cho anh em xem này hay lắm. Cho sao anh em xem này hay lắm. Đi ơi cứ ngay. Đừng có đứt dây nhá. Đấy. Tôi cho hai em thì ngồi lên cái thuyền thì anh em ạ. Đi ơi.
Vào thuyền em ơi. À đấy 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 đấy. Tuyệt quá. Hai em ấy giờ là trong thuyền tôi rồi. Tôi có buộc cái thuyền không em? Hai em đang nằm đúng không? Nằm đi, nằm đi, nằm đi, nằm đi. Hình như con này là nó ngậm ngọc Ender đúng không? Chứ không phải là kim cương đúng không? Đây này. Thì mình có thể vứt vứt đồ ăn cho em ấy anh em ạ. Đấy, vứt đồ ăn cho em ấy để cho em ấy nhả. Cho em ấy nhả gọi là mấy cái đồ mà em đang cầm ra. Nó tuột dưới kìa. Đó. Đây là cái gì? Cọc Ender. Đúng rồi anh em, cái đấy đúng là cọc Ender rồi. Thế là tôi cứ tưởng là cái thanh kiếm kim cương này là cái gì, tại trông có đẹp quá. Còn em kia vứt cho anh cái ngọc sách nào. Đó. Cái đấy là cách để mình trao đổi với các em cáo đấy nha anh em. Đó. Mình trao đổi với các em cáo. Ok. Thế nhưng mà vừa nãy thì nó mất đi một cái berry của tôi không biết là đâu rồi. Mất đi một quả berry của tôi rồi anh em ạ. Rồi, cắt berry. Hả? Ok anh em, bây giờ tôi sẽ đi và tìm dân làng mà tôi sẽ xây mà tập này hơi dài nhỉ? Tập này hơi dài nhỉ? Hơi quá thời hạn mất rồi. Thường là tôi tầm từ 40 phút cho đến 50 phút thôi. Mà bây giờ mà tôi mà xây làng cái này, tôi bắt đầu tôi đưa chúng nó về kia sẽ dài, khá là dài. Khá là dài. Ok, nhưng mà không sao, đúng không? Sao anh em ạ, làm luôn. Bởi vì là cứ 2 ngày tôi mới ra một video mà đúng không? Thỉnh thoảng mà có một video dài cho anh em xem thì cũng được chứ có sao đâu đúng không? Không sao. Ok. Đầu tiên này chúng ta xây cái này đây. Tôi chỉ cho anh em những cái cách gọi là rất là hay. Đùa tôi chứ làm quái thì có cách nào. Chùa mình cứ xây thôi anh em ạ. Đây cục đất đây. Đó. Đấy, cái đường ray nó đưa xuống. Vừa xây vừa nhìn anh em nhá. Cẩn thận không creeper đến hỏi thăm tình hình sức khỏe đấy, không vui đâu. Bây giờ phải xây đường đi xuống à, phải xây đường đi xuống như vậy tôi phải đào cái đường ấy đi anh em ạ. À, ok. Đấy. Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị của từ 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 từ. Anh này là anh ấy làm nghề nghề nông dân mà đúng không? Anh làm nghề nông dân đúng không? Đây thì là cái hộp nghề của bọn nông dân, đó là cái này anh em nhá. Cái composter này này, đó. Tôi không biết nó là cái hộp, tôi không biết là tiếng Việt nó cái hộp gì nhưng mà nó là cái đấy đấy. Phá cái đấy đi thì anh ấy sẽ không còn nghề. Để tôi xem thử xem anh hết nghề chưa. Tôi vừa check thử thì tôi thấy là anh ấy vẫn còn nghề anh ạ. Chắc là hộp nghề của anh là ở đây này, bởi vì nãy là tôi thấy là anh ấy nhìn về phía này. Anh ấy nhìn về ánh mắt xa xăm anh em ạ. Ánh mắt thương nhớ lắm, kiểu nhớ nghề ấy. Anh ấy nhốt trong đấy lâu lắm rồi mà bị bỏ tù lâu lắm rồi. Nói chung là cuộc sống đôi khi nó khó khăn lắm anh em ạ, kiểu là có người họ nhìn vào thì họ lại nói là bỏ tù ấy. Nhưng mà mình ấy thì mình lại bảo là mình nhốt vậy là để cho gọi là cho anh ấy an toàn đúng không? Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt anh em ạ. Tùy vào cách chúng ta nhìn nhận nó thôi. Composter của anh ở đâu? Đây rồi, để tôi phá thử đi xem là anh hết nghề chưa. Nhưng mà trước tiên là mình phải vào đi ngủ đây anh em ạ. Đây đây, tôi cho anh em xem một cái rất là hay. Chúng ta có thể te le vào trong nhà của các anh ấy, trong con giường của các anh ấy nhá này. Bùm, đó, te le rất là nhanh luôn. Cho xin cái giường qua đêm anh nhá. Rồi. Sao anh chưa bỏ nghề à? Bỏ nghề đi anh không bỏ nghề em chết à, anh bỏ nghề đi. Thường là khi mà chúng ta phá cái cấy của nó đi thì nó phải bỏ nghề ta. Lạ ta. Vì sao mà nó vẫn chưa bỏ nghề ta? Bỏ nghề chưa anh? Chưa chưa chưa. Hay xung quanh đây nó còn cái nào không ta? Xung quanh đây nó còn cái farm đây. Thì là cái farm ở đây nó khá là xa. Nhưng mà nó cũng có khả năng đấy, đây này. Cái composter này đào đi. Hết rồi đúng không? Ok.
xem thử xem anh bỏ nghề chưa. Ơ cái gì đấy, cái gì đấy, là cái bụi berries anh em ạ, cái bụi berry. Thế mà tôi tưởng skeleton nó bắn tôi. Check thử xem nào. Chưa bỏ nghề à anh? Bỏ nghề đi anh. Xung quanh đây đâu còn cái farm nào không? Quái nào nhở? Chết cha rồi, nếu mà anh mà không bỏ nghề là toang mình quá. Thôi để tôi chọn cái anh khác để anh để anh không có anh không có nghề đi đây này. Anh ở đi. Đó, anh này đấy thì trong cái nhà này có hai anh cơ, thì hai anh ấy tối ngày thì hai anh ấy cứ cứ làm cái trò gì ấy. Chứ mà khá là ồn ào anh ạ, thật là khá là ồn ào. Ok, xây đường cho hai anh ấy đi nào. Bị vướng khu gỗ nhỉ? Chả lẽ chặt khu gỗ đi. Vậy không được anh em ạ, phá hoại của công quá. Cái làng như nào là mình phải để y nguyên như vậy anh em ạ, cho làng nó đẹp đúng không? Đó. Được rồi, tôi sắp lại nào. Đợt này khá là yên bình, không có thấy creeper anh em ạ, khá là yên bình. Ê, đặt à. Ê, à đúng rồi đúng rồi, đây thì nói chung là đặt chéo này đó, xong mới đặt được quánh. Ơ rất hài vậy, hài các bạn, hài đây. Tránh ra hoa rồi, hoa tránh rồi. Đó, thằng cái anh dân này là anh ấy có nghề rồi nên là chúng ta sẽ đổi qua 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 cái anh dân mà anh ấy chưa có nghề các bạn. À, tôi phá cái đường ray của anh ấy đi. À, thôi đấy, anh có nghề rồi mà anh yêu nghề vậy thì em cũng chịu chứ biết sao. Anh ấy bó với nghề quá vậy thì ai làm lung lay anh được. Đó, tha cho anh ấy đi. Chúng ta bắt anh mới về các bạn. Không anh này thì anh khác đúng không? Rồi. Đào này đi. Ok. Thế này thì chúng ta phải xây xuyên qua cái ruộng của tôi à? Không ổn. Không ổn. Không được một ai đó được phép chạm vào cái ruộng của tôi anh em ạ. Kể cả là tôi. Ok. Đây. À, ta xây cái này. Chung là xây mấy cái đường ray nó khá rắc rối. Đó. À. Quanh đây, xong quanh đây. Quanh đây này, quanh đây này. Thì không biết là anh dân thì anh có đi được không? Ờ, à, chắc là đi được thôi. Anh ấy giỏi mà. Phá cái mía này đi. Chết cha rồi mà tôi nhận ra là tôi hơi thiếu ấy nhỉ. Không biết là có đủ đường ray để mà dẫn cho anh qua tận chỗ kia không anh em ạ. Còn 38 cái thôi. Tôi thấy các cao thủ là họ chơi thế nào ấy, thì khi mà họ xây cái này này thì tôi không biết là họ chơi thế nào ấy, nhưng mà họ có nhảy được thì họ xây ấy hay lắm. Không biết là họ làm kiểu gì. Tôi thì tôi cứ đi như này này hả? Tôi cứ đi chậm chậm như này. Khá là lâu. Ê, thế đấy rồi. Dùng đá đi, dùng tạm đá đi. À, chúng ta sẽ xây để nối thẳng qua bên kia anh em ạ. Chết cha rồi. Chạm ấy rồi. Chạm cái nhà của tôi rồi, chạm cái thuyền của tôi. Có đủ không? Tôi sợ là mình thiếu đường ray các bạn, thật sự là tôi sợ mình thiếu đường ray. Chứ còn lại thì cái này tôi nghĩ là mình đủ, tôi nghĩ là mình đủ đá. Ok. Rồi. À. Có vẻ mình thiếu bằng ray thật rồi anh em ạ.
À thế nhưng mà không sao đâu, chắc là tới đây rồi thì anh ấy sẽ tự đi nốt cái quãng đường còn lại thôi anh em nhỉ. Ủa đó, anh em tôi nhảy tốt không? Hơn cả những cao thủ Minecraft đúng không? Tôi nói với anh em mà tôi là trong những cao thủ nhưng tôi giấu nghề thôi. Giấu nghề thôi. Ok, bây giờ tới lúc hay ho đây các bạn, chúng ta sẽ đẩy anh dân làng đi nào, phá cửa cho anh qua nào. Qua đi anh ấy. Cái này đừng yên đây. Đặt vào đây nhốt anh em ạ. Đặt đặt vào đây trông nó có anh nào qua thì ấy luôn. Nào, anh nào thích qua là một trong hai anh. Đấy, cái anh dân bình thường của tôi thôi chứ hai anh còn đứng từ biệt nữa à? Cứ đi ra ngoài này không? Hai anh còn đứng từ biệt nhau anh em ạ. Đây thì là cái thằng máu xanh anh kìa, nó là một cái thằng nó rất là phò phạch ở trong cái làng anh em ạ, đó là nó không có giúp ích được cái quái gì cho cái làng hết anh em ạ. Thật thằng đấy là nó chỉ có ăn với ấy rồi, nó không làm nghề, nó không làm việc anh em ạ. Đi vào cái ấy cái anh ấy, đi vào cái ấy đi, đi vào cái ấy đi. Vì sao tôi không cho anh ấy đi vào trong này được nhỉ? Lạ ta. Đi 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 vào anh ấy, đi vào anh ấy. Anh ơi, anh bây giờ làm sao ta? Ok vậy thì anh ấy khá cứng đầu, anh ấy không chịu ngồi vào cái xe đẩy của tôi anh em ạ. Mà không biết là bọn dân làng chúa có ngồi được vào cái xe đẩy của mình không ta? Được chứ ta? Tôi chưa thử làm cái này bao giờ thế, vì thường là tôi toàn dùng thuyền. Chưa chào rồi, anh ở đâu anh đứng yên đây cho em, anh đứng yên đây cho em. Anh đừng có đi lung tung. Để tôi làm cái thuyền, tôi chở anh ấy về. Đây 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 đây. Đây đây. Một trong những skill mà cực kỳ gọi là bá đạo được truyền. Đúng rồi, thì anh bước cái trên này đi anh. Đi lên trên kia anh ơi. Nhảy lên anh ơi. Anh ra đây làm gì? Anh ơi, đi lên anh ơi. Đây này, đây này. Thôi cũng được, ở đây cũng được. Đặt thuyền xuống đi bán. Đó. Tôi sẽ ngồi vào và tôi chở anh ấy đi. Đây này, đây này, đấy, tôi cho anh em xem này. Anh em thấy không? Bây tôi sẽ chở anh ấy đi anh em ạ. Chở anh ấy khắp thế gian. Anh nhờ đi cùng em nhá. Mà tôi không biết là sao mà chúng nó không ngồi lên được cái mai cát ấy anh em ạ. Tôi không biết vì sao ấy. Sao anh đi vào cái mai cát đi anh. Vào đi. Vì sao mà chúng nó không ngồi lên được cái mai cát của tôi ấy. Để tôi thử tìm cách nào. Để tôi nhốt anh lại đó. Rồi. Sau đây tôi sẽ đào thử xuống bên dưới em nào. Tôi đặt thử cái mai cát xuống bên dưới anh em ạ. Đây cái này. Thường là nó phải ngồi lên được cái mai cát của chúng ta chứ. Đặt vào đó. Xong bây giờ tôi sẽ phá cục cái đi này. Xong tôi phá cái thuyền như này. Và xong rồi tôi phá cái này luôn. Vào đi. Sao mà anh không vào được trong cái mai cát của em? Sao anh ngồi vào cái mai cát đi? Sao anh không chịu ngồi vào trong cái mai cát đi anh em ạ? Hình như là không được hay sao ấy. Hình như là dân làng nó không ngồi được vào trong cái mai cát rồi. Ok anh em ơi. À, một trong những pha rất là fail của tôi anh em ạ. Ok. Chết cha, tôi mở lạc cái này là toang rồi. À đây đây đây. Hai anh ấy trở về rồi. Hai anh ấy trở về ngủ yên bình rồi. Giống như là không có chuyện gì xảy ra. Hai anh ngủ rất là xinh, rất là đáng yêu ấy các bạn. Ok, để tôi
Để tôi bẫy thử các anh xem nào. Chả lẽ là các anh thật sự là không ngồi lên được cái mai cát à? Dậy kìa, để em đi ngủ. À, tôi đợi anh đi ra ngoài, sao biết đâu là khi mà anh đi ra ngoài thì anh lại ngồi lên được cái mai cát đúng không? Xuống ngay, xuống ngay. Thế anh thử vào cái mai cát anh ngồi đi em cho em xem nào. Anh. Tôi nhớ là tôi nhớ là bình thường là dân nó ngồi lên được cái mai cát mà nhở? Bình thường là dân nó ngồi lên lên được cái xe đẩy mà. Đây anh em ạ, tôi đặt cái composer ra bên ngoài để cho chúng nó ra chúng nó nhận nghề. Đi ra ngoài anh em, đủ đủ nó ra ngoài anh em ơi. Đi vào cái mai cắt đi kìa. Vào. Vào cái mai cắt đi. Không hiểu sao không được anh em ạ, tôi nhớ là hồi trước được mà. Không được anh em ơi. Kê nghe mà chiến thuật fail quá. Bây giờ tôi sẽ phải dùng thuyền để lái anh ấy từ đây đi về tới chỗ bên ngoài kia. Thôi hai đừng có nói chuyện với nhau nào, đi đi. Để tôi tìm cách làm sao để tôi đủ được anh ấy đi anh ạ. Giờ phải có cách gì chứ. Nó có cách gì chứ. Thì sao mà nó fix. Có fix cái gì mà nó. Ok anh em nhá. Anh em đợi tôi. Đây đây từ từ tôi đặt rồi. Anh em chắc là mà thôi để từ từ để tôi suy nghĩ cách làm sao để tôi xử lý nhanh nhanh bọn này em nào. Đúng rồi anh đi ra ngoài kìa, ra ngoài kìa. Đi ra đây. Đi ra đây, ra đây, ra đây. Rồi, 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 rồi. Đấy, cách duy nhất thì chỉ biết sao ấy các bạn. Đi rồi anh em ơi. Chở anh ấy tới chân trời góc biển anh em ạ. Nhưng mà nói chung là mình đi bằng cái thuyền này là nó khá là mệt đấy anh em ạ. Bởi vì là nó khá rắc rối. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế anh đi một đoạn đi, đúng rồi. Anh đi một đoạn đi, chốc em chở anh nốt một đoạn anh nhá. Đi đi anh đi. Đi lên anh ơi. Anh đứng ở dưới thì em làm sao mà em chở anh được. Đặt cái thuyền gì? Rồi. Đấy. Lại bị kẹt đấy. Nói chung là khi mà mình đi cái thuyền này anh em ạ thì mình không có đi lên dốc được. Đó. Mà mình chỉ có đi được ở dưới thôi đó. Nên là khi mà anh em mà xuống mấy cái cục vàng vàng này thì anh em nhìn, nếu mà anh em mà nhìn kỹ này thì mấy cục vàng vàng này nó thì nó thấp hơn cái cục xanh xanh một tí mà đó. Nên là khi mà anh em mà xuống dưới cục vàng vàng này thì anh em sẽ không thể đi lên được mấy cục xanh xanh ấy đó. Cái đó là cái mà nó khá là khó chịu đó, cái thuyền nó khá rắc rối đúng không. Ok, dọn đường cho anh đi đấy. Em dọn đường cho anh đi đấy. Nhặt nhặt cái ấy nào. Tôi cắm cắm lại cái này vào đâu nhỉ? Vào đây đi đó. Tôi rất là kỵ gọi là phá hoại cảnh quan ấy, nhưng mà tôi thấy là tôi có thể phá hoại khá là nhiều rồi đấy hả? Cố gắng nha bạn, cố gắng nhưng thì còn cái cách này biết sao. Bây giờ mình lái anh ấy qua nhà mình thôi chứ biết sao. Đi thôi anh ấy. Đó. Đấy, đây là lần đầu tiên mà anh em thấy có một pha mà thuyền đi trên đường ray anh em nhá. Đấy, pha đi, pha ghi hình và lịch sử anh em nhá. Pha được ghi vào sổ sách luôn đấy anh em nhá. Anh em nhớ cắt quả clip này và đăng lên trên mạng cho tôi nhá. Ok, đấy, sau bao nhiêu nỗ lực anh em ạ, sau bao nhiêu nỗ lực. Đấy, tôi phá cái giường cái đai cả. Ok, đó. À đấy, anh ấy làm nghề sách rồi này. Tốt quá. Tốt quá anh nhờ. Ok, hạnh phúc, hạnh phúc. Đây thật sự là cái khoảng khắc vừa nãy là khoảng khắc gọi là rớt nước mắt đi anh em ạ. Cảm động quá.
Cảm động quá nè, tôi phải làm ngay cái chuyện này anh em ạ. Nhốt anh lại anh em ạ. Phải nhốt ngay anh lại chứ không để anh lại chạy qua là lại khóc một lần nữa đấy. Đau lòng. Được rồi. Có một cái nữa đó là tôi cần một cái tấm anh em ạ. Cái tấm để mình nhảy qua. À, hai bạn cáo này. cái tấm đó, cái tấm này này á, cái tấm này là đây nhá, thì anh em nhìn thấy nhá. Trước là ở cái tôi cũng từng ấy, thì bình thường là cái hàng rào mình không có nhảy qua được đúng không? Nhưng mà khi mình có cái tấm này đấy, mình cũng không nhảy qua được. Bởi vì là mình bị vướng cái đèn này anh em ạ. Đó, nên là chung là mình cũng không có nhảy qua được. Được. Còn bây giờ thì tôi sẽ phá cái này đi để cho anh không có chạy đi này. Cho anh không có chạy mất này. Chốc nữa mà tôi thu dọn tất cả các đống đường ray này, nó cả một quá trình của tôi đây anh em ạ, quá mệt. Thế anh có thể đứng ra cho em đặt cái giường nữa không anh? Cảm ơn anh. Đứng lui đây kìa. Rồi, tò quanh vướng chỗ anh đứng vào anh kìa. Kê game chứ. Đó, chúng ta đã hoàn thành xong được một cái chòi, gọi là chòi gốt cho anh dân làng gốt này của tôi rồi. Anh gốt nha, anh cố gắng anh chết đồ tốt tốt cho em nha, anh gốt nha. Từ từ anh ạ, tôi làm cái fan để tôi ấy cho anh ấy còn đi ra chứ, à không, để tôi đi vào còn dễ dàng chứ đúng không? Ok anh em nhá. Thì hôm nay chắc là tới hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Chứ mà khá là lâu rồi, tập này là quá thời gian luôn rồi. Khá là dài. Đó. Thì đấy, tôi đã làm được khá là nhiều thứ này. Mang bò về này, xây chuồng bò này đó. Ruộng mía này. Đấy, ruộng bậc thang này nữa. Mang được hai em cáo cực sinh này. Xây nhà cho chúa này, đó, và mang chúa về. Đó. Ủa ôi, tỷ thứ luôn. Ok anh em nhá. Anh em mà thấy hay thì nhớ like cho tôi cái này cho tôi vui. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em ở buổi sau nhé. Bye bye anh em. Yêu anh em rất là nhiều.